Em mình mến chào các bạn. Hôm nay là em mình sẽ dùng cái cỏ vẽ lai này nha các bạn, để vẽ cái quay thiếp cho cô khách này. Cô khách này là móng thiệt nè các bạn ơi, móng thiệt mà cực ngắn luôn nha, móng của cổ ngắn mà còn không đều nữa. Đây em mình vẽ xong một con có fan này, mình vẽ cái fan bình thường thôi. Đây các bạn thấy không, móng của cổ ngắn dữ lắm mà nó còn mẻ góc này để bể góc kia nữa. Em mình sửa lại được như vậy là cũng ngay ngắn dữ lắm rồi đó. Mình đi một lần fan nhỏ qua thôi các bạn, cái ngón này nó xéo nè, nó xéo thì mình chỉnh, mình cân lại cho mình vẽ cho nó tương đối thôi cũng được nha các bạn. Gãy sát luôn rồi đó. Cần khi này mình chia sẻ với các bạn vẽ fan trên móng bột thì nhiều hơn. Bữa nay có cô khách này có làm me nè, móng ngắn vậy nhưng cũng cũng thích vẽ fan nha. Cách thích thì mình chiều thôi các bạn. Rồi đây, ngón cái này thì nó ngay thẳng tí xíu. Các bạn thấy khi mình cọ vẽ bằng cọ vẽ lai, cái mà tiện lợi nhất là những cái móng ngắn vậy mình vẽ rất là dễ luôn. Rồi rồi bây giờ mình cho hơi nha, mình đã xong cái bàn bên đây rồi, qua đây mình vẽ fan bên đây nè. Đây các bạn thấy cái đầu cỏ là vừa với cái lòng fan luôn đó. Rồi mình kéo lại đây một chút xíu, này vẽ fan thường thôi chứ không có kiểu cỏ gì nha các bạn, không có đá cao hai bên hông gì lên hết. Đây là một bộ móng vẽ quay thiếp bình thường. Ai mày vẽ cái kiểu này là một lát hơi xong là bỏ nước bóng luôn, mình không có chùi gì lại hết. Rồi ha, thấy cũng vậy. Rồi qua đây nữa là mình xong đó. Các bạn thấy em vẽ fan kiểu này rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ mình cho hơi tay bên đây nha. Rồi nó có giật nước sơn lên không thì mình tô tô lại. Rồi rồi bây giờ qua bên đây em mày bỏ nước bóng lên là hoàn thành nha các bạn. Đây nó xong cái vẽ fan cô khách này ngày hôm nay. Bây giờ apply cái nước thớp lên là mình đã hoàn thành xong cái me treo cho cổ này vẽ fan đây. Rồi bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.